Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Fin Việt Nam. Trong clip hôm nay, tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn chủ đề top 5 nhóm chỉ số quan trọng nhất trong phân tích báo cáo tài chính ngành ngân hàng. Với cái nội dung buổi hôm nay gồm có 4 phần chính như sau. Thứ nhất, vì sao chúng ta cần phải quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Thứ hai, đặc thù và trọng tâm khi phân tích ngành ngân hàng như thế nào. Thứ ba là 5 nhóm chỉ số quan trọng nhất đối với phân tích báo cáo tài chính ngân hàng. Và cuối cùng thứ tư là kết luận và gợi mở các cái chủ đề cho clip tiếp theo để chúng ta cùng trao đổi với nhau được nhiều hơn. Trước tiên vào phần thứ nhất, vì sao chúng ta cần phải quan tâm đến cổ phiếu ngân hàng? Thì theo AZFIN, ngân hàng là một ngành rất lớn, có thể nói là lớn nhất thị trường và có triển vọng tăng trưởng không giới hạn. Chính vì thế trong danh mục của chúng ta gần như không thể thiếu được cổ phiếu ngân hàng. Thực tế cũng trên thế giới cũng như vậy, với danh mục của ngài Warren Buffett có tới 4 trên 10 cổ phiếu lớn nhất là ngành ngân hàng. Thứ hai, ở Việt Nam có tới 17 ngân hàng niêm yết, chiếm vốn hóa lên đến 40 tỷ USD, chiếm 25% vốn hóa thị trường vào thời điểm hiện tại cuối quý 3 năm 2019. Và thứ ba là ngành ngân hàng là một ngành có cực kỳ nhiều lợi thế cạnh tranh cho các nhà đầu tư có thể đạt được cái lợi nhuận bền vững và dài hạn trên cơ sở. Phần thứ nhất, đó là rào cản gia nhập ngành ngân hàng rất lớn. Chúng ta có thể thấy là các cái văn bản pháp lý hay là quy định pháp lý để mở một ngân hàng bây giờ không hề đơn giản. Và thực tế cho thấy từ năm 2009 đến nay chưa có một ngân hàng nào ở Việt Nam được mở mới. Trong khi đó thì có tới gần chục ngân hàng bị mua lại với giá không đồng và sát nhập với nhau. Điều này góp phần cho các cái doanh nghiệp hay nói cách khác là các ngân hàng trong ngành này có thể hoạt động một cách tốt hơn, tránh cái việc là đối thủ mới gia nhập ngành. Và điều thứ hai góp lên cái lợi thế cạnh tranh mạnh, đó là tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP rất nhiều. Có thể thấy ví dụ như là ngành bán lẻ chúng ta được đánh giá là tăng trưởng rất cao. Tuy vậy thì nếu dựa trên con số thống kê có thể thấy ngành bán lẻ đâu đó cũng chỉ tăng trưởng đến 10-11% một năm trong 3-4 năm qua, đó đã là rất là cao rồi. Tuy nhiên ngành ngân hàng còn tăng trưởng cao hơn thế. Và cái tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng được biểu hiện qua đó chính là cái tăng trưởng tín dụng thường lên đến 13-15% một năm. Vì sao lại vậy? Vì tăng trưởng tín dụng thì thông thường bằng với 1. Tăng trưởng GDP cộng với 2. Đó chính là lạm phát và 3. Đó là phục vụ các cái kinh tế ngầm. Và thứ ba, cái yếu tố thứ ba quyết định đến lợi thế cạnh tranh rất mạnh của ngành này, đó là ngành này là một ngành có quy mô không giới hạn. Như chúng ta có thể thấy rằng các ngân hàng trên thị trường hiện nay thường vốn điều lệ thấp nhất khoảng 3-5 ngàn tỷ. Thì hiếm có một ngành nào mà các doanh nghiệp có thể tăng trưởng và lớn nhanh đến như vậy. Và đặc biệt, cụ thể nhất như là Vietcombank chẳng hạn, thì cách đây hơn 10 năm Vietcombank đâu đó chỉ bằng khoảng nửa của Vinamilk, đến 2/3 của Vinamilk mà thôi. Tuy nhiên đến hiện nay thì hết 2019 Vietcombank lợi nhuận có thể gấp đến 1,7-1,8 lần Vinamilk, vốn hóa cũng có thể gấp 1,5-2 lần Vinamilk. Nguyên nhân là vì ngành ngân hàng luôn luôn tăng trưởng phát triển theo tăng trưởng kinh tế. Còn ví dụ như Vinamilk ở ngành sữa chẳng hạn thì họ chỉ cung cấp đến một cái mức gọi là tiêu thụ bình quân trên đầu người nào đó thôi rồi dừng lại. Đó. Chính bởi ba cái nguyên nhân trên thì chúng tôi đưa ra rằng ngân hàng là một ngành không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đó. Phần thứ hai, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị và các bạn, đó là đặc thù và trọng tâm khi nghiên cứu cổ phiếu ngành ngân hàng là những gì. Đó là chúng ta cần phải nghiên cứu yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra. Đặc thù của ngành ngân hàng đó là đi vay vốn và cho vay lại. Chính vì thế cho nên là chúng ta cũng phải nghiên cứu cụ thể hơn. Thứ nhất về yếu tố huy động vốn, đó là giá vốn, tăng trưởng huy động vốn. Và thứ hai là quá trình xử lý nội bộ của ngân hàng, đó chính là hệ thống quản trị rủi ro, rồi là các cái dịch vụ gia tăng cho khách hàng. Và yếu tố thứ ba chúng ta cần quan tâm đó là chất lượng đầu ra, tức là chất lượng cho vay ra. Thì bao gồm thứ nhất chất lượng khách hàng, thứ hai là cái tăng trưởng tín dụng của ngân hàng như thế nào. Và phần thứ ba tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị và các bạn sâu hơn, kỹ hơn, đó là top 5 nhóm chỉ số quan trọng nhất trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng. Gồm có nhóm thứ nhất đó là tăng trưởng tín dụng và chất lượng cho vay ra. Nhóm thứ hai là tăng trưởng huy động và chất lượng đầu vào.
Nhóm thứ ba là các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng cần phải đảm bảo. Và nhóm thứ tư là cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Và nhóm thứ năm là kết quả hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của ngân hàng. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi chi tiết hơn vào từng nhóm một. Trước tiên là nhóm thứ nhất là tăng trưởng tín dụng và chất lượng cho vay. Thì AZFIN cho rằng nhóm này chúng ta cần quan tâm đến 4 yếu tố cơ bản sau. Thứ nhất đó là tăng trưởng tín dụng. Đặc biệt trong đó là quan trọng nhất là tăng trưởng cho vay ra. Do cái việc tính toán tăng trưởng tín dụng rất khó khăn, chúng ta chỉ có thể tính một cách tương đối mà không thể tính một cách tuyệt đối được. Do có một số số liệu cần thiết là ngân hàng không công bố. Chính vì thế, thông thường chúng ta có thể thay thế điều đó bằng việc là tính cái tăng trưởng cho vay ra bằng cách lấy cái cho vay ra của năm hiện tại chia cho cái cho vay ra của năm trước đó trừ đi 1 thì chúng ta ra cái tốc độ tăng trưởng. Và chỉ số thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là chất lượng cho vay ra thông qua 5 nhóm nợ. Thì ở trong báo cáo tài chính của ngân hàng họ đã phân cho chúng ta rất rõ ràng 5 nhóm nợ. Nhóm thứ nhất thì gọi là nợ đủ tiêu chuẩn. Nhóm thứ hai là nợ nghi ngờ một chút. Thì nợ xấu thì người ta quy định rằng được tính từ nhóm 3 đến nhóm 5. Từ đó chúng ta có thể tính tỷ lệ nợ xấu bằng cách lấy nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 chia cho tổng cái lượng cho vay ra thì chúng ta được cái tỷ lệ nợ xấu. Thì ngân hàng nào quản trị tốt thì sẽ có cái tỷ lệ nợ xấu này thấp. Và yếu tố thứ 3 trong cái nhóm này thì gồm có đó chính là chúng ta cần phải tìm hiểu xem trái phiếu VAMC trong cái mục chứng khoán đầu tư trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng có còn không. Bởi vì đây là một cái cơ bản, đó là nợ xấu của ngân hàng quy hoạch lại và chuyển cho VAMC. Nếu ngân hàng nào còn VAMC nhiều, chứng tỏ ngân hàng này chưa xử lý được dứt điểm các cái nợ xấu tồn đọng từ giai đoạn trước đó. Nếu ngân hàng nào đã sạch VAMC thì cơ bản là họ đã xử lý được xong các cái cục nợ xấu lớn và chất lượng cũng đánh giá là tương đối cao. Và trong cái chỉ số thứ 3 này chúng ta cũng cần quan tâm thêm một cái nữa, đó là tỷ lệ lãi và phí phải thu trên với cái tài sản sinh lời. Thì nó cũng cho biết rằng ngân hàng này trong các cái tài sản sinh lời có thực sự sạch hay không. Và yếu tố thứ 4 trong cái nhóm này thì chúng ta cần phải nghiên cứu, đó là tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng là bao nhiêu. Thì thông thường đối với những cái ngân hàng tốt thì cái tỷ lệ chi phí dự phòng này nó thường thấp hơn. Đó, nó thường thấp hơn. Thì chúng ta có thể tính cái chỉ số này ở trên báo cáo kết quả kinh doanh. Sau đây này chúng ta vào ứng dụng đối với 5 ngân hàng trên báo cáo tài chính năm 2018. Thì như ở đây tôi có đưa ra cho quý vị và các bạn, đó là bảng các chỉ số gồm thứ nhất là tăng trưởng cho vay, thứ hai tỷ lệ nợ xấu, thứ ba tỷ lệ lãi và phí phải thu, thứ tư là trái phiếu VAMC và thứ năm là tỷ lệ dự phòng. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này, các cái ngân hàng được đánh giá cao như là Vietcombank và ACB có cái tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng rất là cao. Ngược lại, các cái ngân hàng được đánh giá xấu hơn như Vietinbank, SHB và STB thì có tốc độ tăng trưởng có chậm hơn một chút. Còn về tỷ lệ nợ xấu chẳng hạn thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy ở đây Vietcombank và ACB có tỷ lệ nợ xấu rất thấp, dưới 1%, trong khi những ngân hàng khác thì cao hơn. Viettin ở mức trung bình và cao nhất là SHB và STB. Và thứ ba là cái chỉ số thứ ba này, tỷ lệ lãi và phí phải thu. Thì như của Vietcombank mấy của ACB đâu đó chỉ quanh 1%. Của Vietinbank thì rất thấp, 0,61%. Thì chúng tôi, đây là một điều đặc biệt, năm vừa rồi Vietinbank có xử lý một cái khoản nợ xấu vô cùng lớn, thành ra làm giảm cái tỷ lệ lãi và phí phải thu này. Chúng ta lưu ý này, chúng ta cũng phải nhìn nhiều năm nhé. Còn đối với SHB và STB thì rất rõ ràng rồi, cái tỷ lệ này nó chiếm rất lớn. Điều này cho thấy là cái chất lượng tài sản của hai cái bank này gọi là có vấn đề rất là nhiều. Và tiếp theo về trái phiếu VAMC thì đối với những ngân hàng được đánh giá cao như Vietcombank và ACB thì cái VAMC này cũng giảm về không mất rồi, giảm về không. Ngược lại, những cái ngân hàng khác như Vietinbank chẳng hạn thì còn tới 11.200 tỷ
SHB còn 7.500 tỷ và đặc biệt STB còn tới 37.664 tỷ. Thì điều này cho thấy là ba ngân hàng này vẫn chưa xử lý được dứt điểm những cái khoản nợ xấu từ cách đây 5 đến 7 năm trước. Thì còn phải nhiều việc để làm hơn nữa cho các cái ngân hàng này để tài sản trở lên sạch hơn và hiệu quả hơn. Tiếp theo là chỉ tỷ lệ chi phí dự phòng. Đây ạ. Chỉ lệ chi phí dự phòng. Đó, trích lập dự phòng thì đúng hơn. Thì như chúng ta có thể thấy Vietcombank và ACB là những cái ngân hàng rất thận trọng. Họ trích lập dự phòng cao hơn so với yêu cầu rất nhiều lần. Thì thông thường yêu cầu của ngân hàng nhà nước đâu đó cũng chỉ khoảng độ theo tỷ lệ thì cũng chúng tôi tính ra thì đâu đó cũng chỉ khoảng độ 50 đến 70% so với nợ xấu thôi. Nhưng mà với ông Vietcombank và ACB này họ đã trích lập tới 165% và 152%. Điều này cho thấy là họ đã có tài sản rất sạch và họ sẵn sàng trích lập nhiều hơn để giảm lợi nhuận trong cái ngắn hạn để điều tiết trong dài hạn. Ngược lại thì ví dụ như ở Vietinbank tỷ lệ trích lập này cũng tương đối cao. Tuy nhiên đối với SHB và STB thì tỷ lệ trích lập này rất tốt, thì chỉ mang tính vừa đủ thôi. Họ chỉ cố gắng sao cho vừa đủ thôi. Bởi vì sao? Khi trích lập nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng rất nhiều. Chính vì thế nếu làm trích lập nhiều như ACB và Vietcombank thì có thể hai ngân hàng này âm lợi nhuận. Đó, trên đây là qua cái nhóm chỉ số đầu tiên chúng ta cũng cơ bản đánh giá được xem rằng các ngân hàng này tốt hay xấu như thế nào. Sau đây tôi và các bạn cùng vào nhóm số 2, đó là tăng trưởng huy động và chất lượng đầu vào của các ngân hàng. Thì đầu ra vô cùng quan trọng rồi, tuy nhiên đầu vào cũng quan trọng không kém. Chính vì thế chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ vấn đề này. Thì trong vấn đề này thì tôi đưa ra có 3 chỉ số chúng ta cần phải đánh giá. Thứ nhất đó là tăng trưởng huy động. Thì chỉ có tăng trưởng huy động đầu vào tốt thì chúng ta mới có cơ sở để tăng trưởng cho vay ra. Thì lúc ý ngân hàng mới tăng trưởng được. Thứ hai là tỷ lệ CASA, tức là đây gọi là tiền gửi không kỳ hạn. Thông thường ngân hàng nào có tỷ lệ CASA càng lớn thì giá vốn của họ càng rẻ và họ càng có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Thì cũng giống như một doanh nghiệp thông thường thôi, khi chi phí sản xuất của họ thấp thì dĩ nhiên là họ sẽ có lợi thế hơn những cái doanh nghiệp có chi phí sản xuất cao. Có thể họ bán với giá thấp hơn mà lại thu hút được những khách hàng chất lượng hơn. Đó là CASA. Và yếu tố thứ ba trong nhóm này đó là giá vốn huy động. Thì ngoài việc tính CASA ra thì chúng ta cũng cần phải tính kỹ xem giá vốn huy động chung là bao nhiêu. Thì thông thường một doanh nghiệp có tỷ lệ CASA lớn thì thường là giá vốn huy động cũng thấp. Sau đây chúng ta sẽ cùng ứng dụng vào cái 5 ngân hàng trên dựa vào báo cáo tài chính năm 2018 để chúng ta thấy được cái thực trạng về cái tăng trưởng huy động và chất lượng đầu vào của 5 ngân hàng này. Yếu tố thứ nhất là tăng trưởng huy động của khách hàng. Có thể thấy rằng là Vietcombank và ACB cũng có tăng trưởng cũng cao nhất trong nhóm. Trong kia Viettin, SHB và STB, SHB thì tăng trưởng có vẻ hơi thấp. STB thì năm nay tăng trưởng huy động của khách hàng cũng khá là cao, lên đến 15%. Về tỷ lệ CASA chẳng hạn thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây. Ông Vietcombank này, CASA rất cao. Vietcombank là một trong 3 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất Việt Nam, bao gồm cả Techcombank và MBB. Tiếp theo là Vietinbank và tiếp theo là ACB và thấp nhất là SHB và STB. Và gần như có cái mối tương quan giữa CASA và giá vốn huy động đây. Thực ra không phải gần như mà là chắc chắn rồi. Thì chính nhờ cái CASA cao, uy tín lớn mà Vietcombank có cái giá vốn huy động bình quân đầu vào cực kỳ thấp với chỉ 2,78%, trong khi của ACB là 4,91%, cũng tương đối thấp. Của Viettin thì lên đến 5,16%, của SHB lên đến 6,08% và của STB lên đến 5,29%. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy rằng Vietcombank có lợi thế tuyệt đối với các ngân hàng khác về giá vốn huy động đầu vào. Với cái lãi suất trung bình chỉ 2,78% thôi thì Vietcombank có thể cho vay ra với lãi suất rất thấp. Chính vì thế họ sẽ thu hút được những cái ngân khách hàng chất lượng hơn, và hay nói cái khác là họ có quyền lựa chọn khách hàng, đúng không? Thì từ đó sẽ giúp cho hiệu quả ngân hàng sẽ cao hơn rất nhiều. Sau đây chúng ta lại tiếp tục vào nhóm thứ ba, đó là các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng. Thì với cái nhóm này thì chúng tôi add thêm thôi. Bởi vì sao?
Bởi vì nhóm này thì chúng ta gần như là rất là khó tính trên cái bảng cân đối ngân hàng. Như chúng tôi với nhiều năm nghiên cứu ngân hàng thì chúng tôi cũng có thể tính được cái này, nhưng nó chỉ ở mức tương đối chính xác thôi, chứ không được tuyệt đối. Còn quý vị cứ tham khảo qua, và sau một thời gian sau khi trình độ rồi là cũng như kiến thức của quý vị về ngành ngân hàng tốt hơn thì quý vị sẽ có thể theo dõi và tự tính cho mình. Thì thứ nhất đó chính là tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động, viết tắt là LDR. Thì ví dụ như này, khi chúng ta huy động 100 đồng đó, thì chúng ta cho vay ra khoảng 90 đồng chẳng hạn, thì tỷ lệ là 90%. Nó đơn giản như vậy thôi. Nếu ngân hàng nào cái tỷ lệ này của nó còn thấp thì nó có tiềm năng có thể tăng trưởng mạnh trong tương lai, khi khó khăn huy động chẳng hạn, nhưng nó vẫn có thể tăng trưởng. Còn nếu ngân hàng nào có tỷ lệ này quá cao mất rồi thì cái việc tăng trưởng tín dụng sẽ trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Đó. Ví dụ như các ngân hàng như Viettin, BIDV chẳng hạn, thời gian vừa qua rất khó khăn trong cái việc này, bởi vì cái tỷ lệ LDR này rất là cao. Trong khi Techcombank chẳng hạn, tỷ lệ LDR này khá là thấp và họ rất là thoải mái trong việc tăng trưởng. Nhưng chỉ số thứ hai chúng ta cần phải quan tâm đó là hệ số an toàn vốn K. Thì Việt Nam hiện nay đang dần dần áp dụng theo chuẩn mực Basel 2, thì cái hệ số an toàn K người ta yêu cầu khoảng 9%. Thì cái ngân hàng nào có hệ số an toàn K càng lớn thì cái tiềm năng có thể tăng trưởng tín dụng càng cao. Thì hệ số K này cho biết với mỗi đơn vị vốn chủ sở hữu của họ, mỗi đơn vị vốn cấp 1, cấp 2 gì đó của họ, thì họ được cho vay ra khoảng bao nhiêu thì nó mang tính chất an toàn. Thì qua nghiên cứu thì ở trên sàn thì thấy rằng hệ số K này của các ngân hàng nhà nước thường đuối nhất, bởi vì xưa nay họ thường huy động, được phép huy động rất là nhiều và cho vay rất nhiều, trong khi cái vốn chủ sở hữu thì lại tăng không kịp do ngân sách nhà nước thường hạn chế cái việc này. Và trong ba ngân hàng ví dụ Vietcombank, Viettinbank và BIDV thì được rồi, BIDV đã được Hana góp mấy chục ngàn tỷ vốn thì nâng cái hệ số K này về cơ bản là đảm bảo, trong khi Viettin thì chưa, Vietcombank thì cũng cơ bản đảm bảo. Và cái chỉ số thứ ba chúng ta cần phải quan tâm trong cái chỉ số an toàn vốn này, đó là tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Thì tỷ lệ này thì cũng bị ngân hàng nhà nước khống chế và đang giảm dần xuống đâu đó khoảng 30%. Điều này nó cho biết là liên quan đến cái yếu tố thanh khoản của ngân hàng. Nếu mà ngân hàng lấy vốn ngắn hạn nhiều quá để cho vay dài trung và dài hạn thì rất dễ có thể xảy ra các cái vấn đề liên quan đến thanh khoản khi khách hàng đến rút vốn chẳng hạn, trong những trường hợp khó khăn. Đó. Tiếp theo là cái tỷ số tỷ lệ huy động liên ngân hàng. Thì thông thường đối với một ngân hàng mà có tỷ lệ huy động vốn liên ngân hàng, tức là vốn ngắn hạn đấy, càng nhiều thì cho thấy là tính thanh khoản của ngân hàng này đang càng thấp, và cái nguồn này là một nguồn không hề ổn định một chút nào. Thì đấy là bốn chỉ số trong nhóm các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng mà chúng ta cần phải quan tâm. Sau đây là chúng ta sẽ vào nhóm 4, tức là nhóm các chỉ số về cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Thì theo chúng tôi thì gồm có 3 cái chỉ số chính thôi. Có rất nhiều chỉ số chúng ta thì có thể đánh giá, nhưng chúng ta chỉ tập trung vào 3 chỉ số chính. Thứ nhất là chỉ số thu nhập lãi thuần của ngân hàng là bao nhiêu. Thứ hai là thu nhập ngoài lãi của ngân hàng là bao nhiêu. Và thứ ba là thu nhập thuần khác là như thế nào trong cái cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Thì sau đây chúng ta sẽ vào phần ứng dụng vào 5 ngân hàng trên. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là vẫn những 5 ngân hàng Vietcom, ACB, Viettin, SHB và STB. Thì với thu nhập lãi thuần có thể nhìn thấy của Vietcom rất là lớn, lên đến 28.409 tỷ năm 2018, lớn hơn rất nhiều so với Vietinbank và các ngân hàng còn lại. Thì Vietcombank với quy mô tín dụng còn nhỏ hơn cả Viettin cơ, trong khi thu nhập thái thì lại hơn tới khoảng gần 4%. Điều này cho thấy cái hiệu quả của Vietcombank rất là cao, trong khi ACB có cái quy mô tín dụng cũng như tổng tài sản tương đương với SHB và STB, nhưng mà thu nhập lãi thuần của họ cũng cao hơn hẳn rất nhiều. Điều này cũng đánh giá cái hiệu quả của ACB hơn hẳn các cái ngân hàng STB và SHB. Tiếp theo là về cái thu nhập ngoài lãi, thì có thể thấy rằng là thu nhập ngoài lãi của Vietcombank cũng là lớn nhất, thì cho thấy ngân hàng này tận dụng được rất là nhiều các cái
hoạt động ngoài lãi như là kinh doanh ngoại tệ là một thế mạnh của họ này, rồi là đầu tư chứng khoán, vân vân và vân vân. Thì từ đây cũng có thể cho thấy rằng là cái giá trị gia tăng của ngân hàng có tốt hay không. Nhìn vào đây có thể thấy là SHB là kém nhất, sau đó đến Vietinbank, bởi vì quy mô Vietinbank nó lớn gấp hơn 3 lần so với ACB cơ, đúng không? Đó, rồi là tiếp đến thì đến ACB, STB và cuối cùng là tốt nhất là Vietcombank. Đó. Rồi trong đó thì chúng ta cũng cần phải tính toán đến một cái phần, đó là thu nhập từ dịch vụ của họ có cao không. Cái phần này là cái phần được đánh giá rất cao. Đối với các ngân hàng hàng đầu trên thế giới thì tỷ lệ là nó lên đến 3-4% cơ. Đó. Thì khi lãi dịch vụ này càng nhiều càng lớn thì cho thấy ngân hàng càng hiệu quả và ngân hàng càng có nhiều lợi thế. Bởi vì cái lãi dịch vụ này cơ bản là ngân hàng không có nhiều rủi ro. Đó, họ cung cấp dịch vụ, họ thu phí luôn. Nó không rủi ro như hoạt động tín dụng là phải thả đồng vốn ra cuối cùng, nhỡ có nợ xấu thì sao chẳng hạn. Thì điều này cũng cho thấy là lợi thế của các ngân hàng, chúng ta cũng có thể thấy rất rõ đấy. Vietcombank rất là lợi thế, ACB cũng rất là lợi thế, đúng không? Vietinbank cũng có lợi thế. Tuy nhiên STB thì nó khác một chút. Đó là cái ngân hàng này, cái số này nó khá lớn, là nó do nó có đặc thù liên quan đến một số cái khoản nợ. Thì tuy nhiên là ở SHB, STB này cũng tương đối tốt. Ngoài ra chúng ta cần phải quan tâm đến yếu tố cấu thành lên thu nhập, đó là thu nhập khác nữa. Thì như chúng ta có thể thấy, dễ dàng nhận thấy rằng thu nhập khác của Vietcombank và ACB rất lớn, cực kỳ lớn đấy. Còn Viettin thì tuy bằng ACB nhưng mà vì Viettin có quy mô gấp 3 lần ACB cơ, thì thành ra số này cũng tương đối nhỏ. Thì cái yếu tố thu nhập khác này nói lên điều gì? Thì rất đơn giản, thu nhập khác này chủ yếu đến từ hoàn nhập dự phòng nợ xấu. Thì thông thường ngân hàng nào trích lập dự phòng nợ xấu rất nhiều thì sẽ có hoàn nhập rất lớn, rất lớn. Thực sự đối với Vietcombank, cái khoản thu nhập khác này chúng tôi thấy rằng nó rất thường xuyên nên cơ, chứ không phải là bất thường. Bởi vì sao? Bởi vì Vietcombank luôn luôn trích lập dự phòng nợ xấu rất cao, do đó năm nào họ cũng có cái nguồn thu nhập này rất ổn định. Đó. Và khi ngân hàng nào có được cái nguồn thu nhập khác này ổn định và lớn, kéo dài, thì nó cho thấy cái lợi thế cạnh tranh rất là mạnh, cho thấy cái chất lượng tài sản vô cùng sạch của ngân hàng. Tương tự vậy, ACB những năm trước trích lập dự phòng rất lớn chẳng hạn, do đó là thu nhập khác của họ cũng rất là cao đây. Ngược lại, do Vietinbank trích lập vừa phải thôi, thế thành ra cái thu nhập khác của họ không được cao lắm. SHB thì trích lập rất thấp, như chúng ta có thể nhìn thấy ban đầu tỷ lệ trích lập dự phòng từ slide thứ nhất đó, thì do đó là cái thu nhập khác của họ vô cùng thấp. Và STB cũng vậy, thu nhập khác khá là thấp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào cái nhóm thứ năm, đó là nhóm chỉ số về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của ngân hàng. Thì một ngân hàng chỉ nên tính kết quả và hiệu quả kinh doanh khi tài sản thực sự sạch. Như ở trường hợp trước thì SHB và STB còn nợ xấu rất nhiều, VAMC còn cả đống, trích lập dự phòng thì thấp, vân vân, thì chúng ta thường không tính đến cái hiệu quả kinh doanh của hai ngân hàng này. Thì trong cái kết quả và hiệu quả kinh doanh cũng như khả năng sinh lời thì chúng ta hướng đến 5 chỉ số sau. Thứ nhất là NIM. NIM thì phần cơ bản nó chính là cái phần chênh giữa lãi huy động và lãi cho vay ra. Nó cũng giống như là cái biên lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp thông thường. NIM càng cao thì càng chứng tỏ là doanh nghiệp này có lợi thế cạnh tranh mạnh, thông qua một, có thể giá vốn huy động đầu vào rất thấp như Vietcombank chẳng hạn, thì khi chỉ cho vay ra với lãi suất thông thường thôi, họ cũng có cái NIM cao hơn ngân hàng khác. Thứ hai là ngân hàng cung cấp được nhiều các cái dịch vụ giá trị gia tăng và trạc được phí cao hơn cho khách hàng chẳng hạn, có uy tín lớn hơn, trạc được phí cao hơn. Ví dụ như là Techcombank, đúng không? Hay là ví dụ như là Vietcombank, thì họ có uy tín lớn, họ trạc được cái phí cao hơn, thì do đó là cái NIM nó cũng tương đối cao. Và ngoài ra cái NIM này thì chúng ta cần phải lưu ý một điều, khi so sánh các ngân hàng với nhau
Đó là những ngân hàng bán buôn cần được so sánh với nhau riêng và những ngân hàng bán lẻ cần được so sánh riêng. Bởi vì sao? Bởi vì những ngân hàng bán buôn thì họ cho vay với số lượng vô cùng lớn. Chính vì thế cái biên lợi nhuận của họ sẽ mỏng đi, hay nói cách khác NIM sẽ mỏng đi. Chúng ta không thể so sánh với một cái ngân hàng bán lẻ được. Chính bởi vậy, tuy Vietcombank là một ngân hàng vô cùng có lợi thế nhiều nhưng NIM vẫn nhỏ hơn so với MB hay là so với Tech hay so với VP, là bởi vì Vietcombank tập trung vào bán buôn nhiều hơn. Do đó, nếu so sánh Vietcombank, chúng ta phải so sánh với Viettin, BIDV, Agribank. Và trong nhóm bán lẻ thì chúng ta lại so sánh Tech với MB, với ACB, với VP Bank, vân vân và vân vân. Cái chỉ số thứ hai chúng ta cần phải quan tâm trong cái nhóm này đó là thu nhập biên ngoài lãi. Thì cái thu nhập biên ngoài lãi này cũng vô cùng quan trọng để xem rằng cùng thì cái khối tài sản đó ngân hàng khai thác như thế nào, tạo ra những cái giá trị gia tăng về thu nhập ngoài lãi có cao hay không. Thì chỉ số này được tính bằng thu nhập ngoài lãi có thể ta chia cho tổng tài sản sinh lời. Nhóm chỉ, cái chỉ số thứ 3 chúng ta cần quan tâm trong nhóm này đó là tỷ lệ chi phí trên thu nhập, hay viết tắt là CIR. Thì tỷ lệ này cho biết cái công tác quản trị chi phí của ngân hàng có tốt không. Thông thường một ngân hàng mà có tỷ lệ này thấp thì cho thấy là họ quản trị trên cái đồng doanh thu rất hiệu quả. Đó, với mỗi đồng doanh thu thì họ phải chi lượng chi phí thấp hơn so với các ngân hàng khác, thì rõ ràng đây là một lợi thế rất là lớn rồi. Thì có thể có vấn đề thứ hai, có những ngân hàng họ chi tiêu cho chi phí khá thấp nhưng mà do là uy tín chất lượng kém thành ra cái doanh thu đầu vào nó thấp, thì tỷ lệ này của họ cũng vẫn cao, thì cũng vẫn rất là xấu. Tiếp theo, cái chỉ số thứ tư chúng ta cần phải quan tâm đó là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế, để chúng ta biết được rằng cái kết quả cuối cùng, cái thu cuối cùng, cái lợi ích cuối cùng của cổ đông là được bao nhiêu và có tăng trưởng hay không. Và cái chỉ số thứ 5 là chỉ số quan trọng nhất trong cái hiệu quả và khả năng sinh lời, đó là ROAE, tức là viết tắt của từ Return on Average Equity, tức là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân. Thì với cái ROE này thì thông thường của ngân hàng nào càng cao và ổn định thì càng tốt. Nó cho thấy rằng một đồng vốn chủ ông bỏ ra thì ông thu được bao nhiêu. Cũng giống như chúng ta đầu năm chúng ta có 100 tỷ chẳng hạn, thì cuối năm chúng ta lãi được bao nhiêu trên cái 100 tỷ đó. Thì đấy chính là ROAE, và đây là cái chỉ số quan trọng nhất của chúng ta. Sau đây tôi sẽ cùng các bạn ứng dụng vào ngân 5 ngân hàng trên báo cáo tài chính năm 2018 chúng ta soi ra. Thì ở đây, thứ nhất là về NIM chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cùng thì hai ngân hàng bán buôn Vietcombank và Viettinbank, thì Vietcombank có cao hơn Viettinbank, đúng không? Cao hơn, tuy chưa chênh lệch lắm nhưng mà có cao hơn khá tốt. Tiếp theo là ACB thì rõ ràng cao hơn hẳn so với SHB và STB. Đó, nó cho thấy rằng là cái hiệu quả của ACB cao hơn rất nhiều đó. Tiếp theo về thu nhập biên ngoài lãi, thì với Vietcombank thì thu nhập biên ngoài lãi của ngân hàng này lên đến 0,65%, ACB 0,54%, Viettin 0,41%, SHB 0,35%, STB thì lên đến 0,97%. Đó, thì điều này cho thấy Vietcombank và ACB rất là hiệu quả dựa trên cái thu nhập ngoài lãi này. Như chúng tôi nói ngay từ ban đầu, đó là chỉ những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt thì chúng ta mới tính toán đến liên quan đến hiệu quả kinh doanh. Còn với những ngân hàng chất lượng chưa được tốt lắm thì những chỉ số này nó không phản ánh chính xác. Bởi sao? Bởi vì với một ngân hàng khi chúng ta có NIM đấy chỉ khoảng 2-3%, tức là chúng ta huy động 100.000 tỷ cho vay chẳng hạn, thì chúng ta chỉ chênh được khoảng độ 20-30.000 tỷ. Nhưng mà chỉ cần tài sản ngân hàng này chất lượng kém, giả định như là nợ xấu lên đến khoảng 5% chẳng hạn, thì cái NIM 2-3% này nó không hề có ý nghĩa một chút nào cả. Bởi vậy cho nên tôi mới nói rằng chúng ta phải nghiên cứu đánh giá chất lượng tài sản ngân hàng phải tốt đã thì mới đưa đến cái phần nhóm chỉ số thứ 5 để đánh giá. Tiếp tục, tỷ lệ chi phí trên thu nhập có thể thấy của Vietcombank rất thấp,
rất thấp. Nguyên nhân ở đây cũng không hẳn là vì lương của nhân viên Vietcombank thấp hay là chi tiêu thấp, mà đơn giản vì ngân hàng này có cái thu nhập quá là cao là thứ nhất. Thứ hai là cái số lượng nhân viên của ngân hàng này thấp hơn so với các ngân hàng khác cùng quy mô rất nhiều. Do đó, họ mang lại cái hiệu quả trên đầu người rất là cao. Và cái tỷ lệ chi phí này của họ cũng thuộc dạng thấp nhất hệ thống, có 34,65%. Ngược lại thì các ngân hàng khác có dấu hiệu cao hơn. Đó. Tiếp theo là chúng ta soi đến gọi là lợi nhuận sau thuế của ngân hàng. Thì Vietcombank đây, cùng quy mô vốn thậm chí còn nhỏ hơn Viettin, nhưng mà lợi nhuận lên đến 14.606 tỷ và tăng 60% so với năm 2017. Nhưng mà Viettin này, quy mô vốn rất lớn nhưng mà lợi nhuận được có hơn 5.000 tỷ và lại còn tăng trưởng âm 27%. Và đây, ACB thì lợi nhuận lên đến hơn 5.000 tỷ đó, và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lên 142%. Thì cái lợi nhuận ACB core thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng hơn 4.000 thôi, như vậy cũng đã tăng trưởng rất tốt rồi. Ngoài ra thì họ do hoàn nhập khá nhiều thì họ được hơn 5.000 tỷ. Còn về SHB và STB thì thôi chúng ta không tính toán đến ạ. Tiếp theo tỷ lệ ROAE thì chúng ta có thể thấy rằng đây, hai ngân hàng này được đánh giá rất cao, bởi vậy cho nên cái ROAE cao cũng biểu hiện điều đó. Chúng ta thấy rất rõ đây, với 100 tỷ bỏ ra chẳng hạn thì Vietcombank thu được 25,7 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2018. Và ACB thu được tới 27,62% lợi nhuận trên cái vốn chủ năm 2018, cao rất hơn rất nhiều lần so với lãi suất gửi tiết kiệm. Từ đây, nhìn vào đây chúng ta cũng có thể kết luận rằng hai ngân hàng này là hai ngân hàng có chất lượng rất tốt. Còn trong khi các ngân hàng còn lại thì có cái chất lượng về kết quả kinh doanh cũng như là về chất lượng tài sản là khá là xấu. Đó. Thì trên đây chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn top 5 nhóm chỉ số quan trọng nhất khi phân tích báo cáo tài chính ngân hàng. Thì sau đây tôi xin tổng kết lại một số vấn đề như sau. 1. Quan trọng nhất đối với cổ phiếu ngân hàng là chất lượng tài sản, chứ không phải là chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả kinh doanh và chúng ta đưa ra kết luận. Thứ hai, chất lượng tài sản thì được đánh giá qua các yếu tố sau. Yếu tố 1. Tỷ lệ nợ xấu có cao hay không? Một ngân hàng có chất lượng tài sản tốt thì tỷ lệ nợ xấu của họ thường thấp. Thứ hai là trái phiếu VAMC của họ có còn không? Nếu một ngân hàng mà vẫn còn nhiều tài sản xấu, vẫn chưa xử lý được xong dứt điểm những cái khoản nợ từ những năm trước, nợ xấu năm trước thì vẫn còn trái phiếu VAMC. Thứ ba là tỷ lệ lãi và phí phải thu của ngân hàng này có cao không? Nếu tỷ lệ lãi và phí phải thu của ngân hàng cao thì nó cho thấy thậm chí trong các cái tài sản được đánh giá là chất lượng tốt nhóm 1 ấy, thì vẫn tiềm ẩn rất nhiều nợ xấu ở trong đó. Thì cái điều này các bạn có thể tìm hiểu thêm để rõ hơn. Và yếu tố thứ tư là tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu có lớn không? Chỉ có một ngân hàng có cái tiềm lực tài chính mạnh, có cái sức khỏe tài chính rất tốt, tài sản chất lượng thì họ mới dám trích lập nhiều. Còn những cái ngân hàng có chất lượng tài sản xấu mà họ trích lập nhiều xem thì lợi nhuận có thể âm ngay lập tức. Đó. Vậy phần thứ ba đó là chỉ khi chất lượng tài sản tốt thì chúng ta mới tính toán đến kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời, thì những cái chỉ số này nó mới có ý nghĩa để đánh giá. Và thứ tư, ngân hàng nào có LDR càng thấp, có hệ số K càng cao thì càng dễ dàng để tăng trưởng tín dụng và mở rộng thị phần của mình, cũng như có thể phát triển một cách bền vững hơn. Và cuối cùng thứ năm, chỉ nên đầu tư dài hạn vào các ngân hàng có chỉ số ROE cao vượt trội, thì tôi đưa ra ở đây đó là cao hơn tăng trưởng tín dụng và cao bằng tối thiểu 2 lần gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm. Vì sao lại cao hơn tăng trưởng tín dụng? Bởi vì chỉ có cao hơn tăng trưởng tín dụng thì ngân hàng này năm sau tăng trưởng tín dụng thì mới không cần phải huy động vốn của chúng ta, mà thậm chí họ còn trả bớt được một phần lợi nhuận của chúng ta, vẫn đáp ứng đủ an toàn vốn để tăng trưởng tín dụng. Và vì sao là phải tối thiểu gấp 2 lần tiết kiệm gửi ngân hàng?
Bởi vì rõ ràng ngân hàng đã phải bỏ công ra kinh doanh cũng khá rủi ro rồi, thế cho nên cái lợi suất yêu cầu của họ cũng phải tầm đó được lên. Ví dụ như là lãi suất gửi tiết kiệm bây giờ trung bình khoảng 7% thì ngân hàng tối thiểu cũng phải đạt được 14-15% thì mới đáng để cho chúng ta đầu tư. Và chủ đề tiếp theo tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn có thể rằng một là top 5 ngân hàng tốt nhất Việt Nam hoặc top 5 cổ phiếu tăng 100 lần trong đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam để rút ra các cái bài học để đầu tư hiệu quả hơn. Trên đây là toàn bộ cái nội dung tôi trình bày về top 5 nhóm chỉ số quan trọng nhất trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để nhận được nhiều clip ý nghĩa hơn. Xin chào.